Tập trước bạn đã biết thì sau khi mình giải cứu được kia, bạn kia là bạn gái của mình, và thằng đó nó tưởng là mọi chuyện đã kết thúc êm đềm rồi bạn. Không ngờ thằng Switch nó gọi cho mình là có một vài vấn đề nó cần phải giải quyết, nên mình phải trở lại game này thôi bạn. Hay đúng là muôn năm chỉ có chuyện của anh Switch làm ấy đi, có mẹ nó tung xe của mình cái đó. Đi đâu đây, mua súng không? Go to Green Box. À đây bạn, mình sẽ qua cái chỗ thằng mập đó bạn. Đây cho tao mượn chiếc xe, tao mượn chiếc xe. Trời, tao là người tốt, tao là người tốt. Đúng rồi, hay. Phải cực. Xe ngầu đấy em trai, ôi siêu xe kìa. Nhưng mà sao bằng xe này của mình. Ôi đi không hả? Rồi nó đâu bạn, nhìn sao đây. Vô mình chơi thằng đó luôn hả? Ở khu này tao bắn hết, ở trong khu này tao bắn hết. Mày có súng nè. Ừ, trời má, tiền rồi các bạn, tiền nó lên kìa. Holy shit, quá thế là sao ta? Mình tới rồi nè các bạn ơi. Mình đi vòng vòng rồi. Từ có sao. Sao này sao? Như nó trên cầu các bạn ơi. Ù, nó đây nè, phải không? Mấy thanh niên mặc áo màu hồng nè. Hay chỉ là người dân đi đường thôi. Cái gì chạy vậy? Oh shit. Mày sao? Sao nó chớp đỏ lên rồi, what the hell? Đây, à bắn mấy thằng đủ mấy cảnh sát dạo này láo dư bay, để em đi làm nhiệm vụ coi. Mày đi em bưởi. À, láo. Băng đạn của ai, mấy đĩ này. Em chơi anh nè. À. Chết mẹ rồi, còn có 8 viên đạn à, ăn gì trời. Thôi cứ bơi vô đây hết đi mày nhóc nè. Mày xạo, headshot. Kìa, vô đây làm tiền cũng khá là giàu nha các bạn. Tao là sở thủ, mày sở thủ đĩ. Đâu, bơi vô hết đi, bơi vô lẹ. Còn nào nữa, tao đứng tao chờ luôn nè, thằng đĩ này. Mày, chết. Ngon, súng ngon nè bạn. Ồ, càng ngày nó càng ra mấy cái súng gì đó bạn ơi. Để má mình nhặt cái giá không bắn chết mặt. Mày, one hit one kill nha. Ok, mấy hàng này nó gì mà các bạn ơi, nó sợ mình rồi. Không hình giết gần băng đảng nó sợ chết bà luôn. Tại sau khi còn đàn em của mình thì nó kiểu như là nó phản lại, nhưng mà nó phản không được bạn. Ê, tao không làm gì hết, tao xuống tao. Ôi, tao không làm gì hết. Ê, anh em nó bắn tao kìa anh em. Lụp cái sao này bạn. Rồi mất một sao à. Còn một sao bạn thôi. Đây là các bạn có thể thấy đây là những khu của khu xanh là của mình nha các bạn. Đó, nên mình khá là nhiều khu xanh và cũng có khá là nhiều khu màng khác. Kệ thế nha. Ôi. Mẹ sợ tao bây giờ ba. Ôi. Ôi, khoan để từ từ nha cảnh sát, để tao cướp xe đó. Đúng rồi. Ok, mình sẽ quay về nhà mình này làm nhiệm vụ các bạn. Và có thể bạn biết là mình đang gì đó với con Danny đúng không? Mình về đi tính. Ủa, nó bắn kìa bạn, không phải băng đạn nó bắn mình nữa bạn ơi. Về hỏi thăm Danny với bạn. Làm xong nhiệm vụ mình phải hỏi thăm chứ. Mẹ nó bắn lủng lớp luôn. Con Danny nó không có nhà sao á. Đúng rồi bạn. Con mở đó. Nhà trước nhà mình có tiền nữa bạn. Đâu, kiểu như là băng mình có người nên tụi mình hợp tác nhau làm bạn. Để kẹt. Tới 8 giờ thì 7 giờ chứ. Mình mới qua mình nhận nhiệm vụ của Smoke được, nên mình qua mình đây mình mở địa bàn bạn ơi. Mở rộng địa bàn của mình ra. Mày sao mày? Chơi mày. Bố láo. Ừ ngon, chỗ này sắp ra của mình rồi bạn. Con mở nó mày này láo thiệt. Đâu? Chúng mày đâu? Cắp tóc ra hết đi. Con mẹ nó. Địa bàn là của tao. Good fun. Yep. Ngon bạn. Tiền bắt đầu hơi nhiều rồi nha. Đâu? Lú đầu ra đi. Ui đồng thế nha. Gáy có nhiêu đó mà nó ra đông quá bạn. Ôi chết bà. Ôi. Ôi. Ê, cái đó có tính là chân ngu không? Ê, cho tao mượn chiếc taxi ra. Không, nó chút lỗi kỹ thuật thôi bạn ơi. Không có gì đâu, chút lỗi kỹ thuật thôi. Ui, cái đi ngang là bắn là cay thế nha. Yeah, thằng Switch này mang đó. Mang bản mà. Cay thế này, nhó nói hơi nhiều. Lên, go do, show you. They respect you not. À, giờ mình phải kết giao mấy thằng này các bạn ơi. Ok.
Vô vô vô, ok mình sẽ có mấy thằng này rồi. Ok đó, ngon. Lên, lên xe các bạn. Đó, giờ ấn vô lên anh em. Anh em hay lắm anh em ạ. Như ly quýnh mấy thằng kia các bạn ơi, nãy mà đổi kỹ thuật, đổi kỹ thuật. Anh em mình giờ cũng có rồi các bạn, đông rồi. Giờ đi. Nói chung là đừng có đụng mấy băng đạn khác, băng ngoại mình còn nhỏ xíu xíu đụng mấy thằng chết á. Oh, quốc nào. Lùi lại cho nó ngầu. Đó. Đổ xe vậy nó mới ngầu. Ok các bạn. Quá hình như bắt chuyển các bạn ơi. Bắt chuyển hả? Ok các bạn, hình như mình đột kích cái nào các bạn ơi. Chơi 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 chơi. Chơi đi chơi đi. Ok 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 ok. Kìa kìa kìa, nhảy lên nó chi. Bắn đi bắn đi bắn đi. Chơi 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 đi chơi đi chơi đi. Quýnh quýnh đi. Tao tăng nè, lên 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 lên. Trời ơi, bắn. Đây, đi theo này bạn, đi theo mấy này. Lên xe hả? Lên 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 lên. Đi cảnh sát này, lúng cúng vuông. Ấy, đúng rồi, lên. Đừng cho chơi tao, đúng rồi, đi. Mẹ nó, xem nó hốt mình rồi các bạn. Đúng là mấy hàng. Ôi ơi, bắn đúng rồi, bắn đi, đúng rồi. Mẹ, anh em ta, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Mày đừng có bắn cảnh sát mấy thằng này. Cây cứu cực độ nha. Tao đè cảnh sát ra bắn riết vậy. Không mở nó. Nó cảnh sát bắn sắp bốc khói xe mình rồi đó bạn. Ok tới nhà mà xe bốc khói. Đó đó, đó mấy thằng đó. Gì á? Mấy thằng cảnh sát là láo thiệt. Ok bạn, xe đã bốc khói rồi. Mình sẽ qua thăm con gì của mình bạn ơi. Con gì mình tao quên tên là đi xe tí nị. Đi xe đó, nó có nhà lần này, nó có nhà bạn. Xe tao mới mua á, dữ không? Fast food restaurant là chỗ nào nha? Vậy ta nó kêu đi mình nên đi restaurant nên sẽ chở đi qua restaurant mọi người. Ôi giỏi. À, con này cũng ghê vậy. Ok. Con này còn ghê hơn mình nữa bạn. Rồi vô đi. Đó cho nó đi ăn. Chuẩn đi ăn rồi đó. Ok không? Cho mượn chiếc xe đi. Xe tao hư rồi. Lên em. Lên lên lên. Oh. Yo. Raven in board đó, nữa đó. Mấy thanh niên cớm nữa. Nhận nhiệm vụ của mấy ông cảnh sát xong thì giờ mình qua mà các bạn mới hồi được chiếc xe siêu xe này khá là ngon. Thôi qua bên đó bạn không nói nhiều nữa. Chạy khá là nhanh luôn nha. Ok các bạn, tới rồi mà xe này đúng chạy đúng nhanh luôn bạn. Lớp mình nãy giờ mình lớp mình tung đung đung, đung nó bốc khói luôn rồi bạn. Thôi giờ phải vô, vô chơi chết bà nó nè bạn. Đó, Russian Ballad. Ồ, có mấy chiếc xe lên đó bạn. Ngon vậy. Mày, chiếc xe này của tao. Xe đẹp đấy em trời à. Như cướp xe bạn ơi. Cướp xe bạn, cướp xe bạn. Đúng bạn. Con này chơi ghê lắm. Mình cần có giáp. Mình đếp không biết mình có giáp ở đâu không ta. Mình sẽ đi lúc nãy các bạn ơi. Lấy chiếc xe á. Mình sẽ lấy chiếc xe này. Xử từng thằng các bạn. Mình sẽ xử từng thằng. Mày. Tao ngu đứng gần nó chết nữa sao. Bởi vì sao mình cũng dính mấy dính mấy phát đạn nè các bạn ơi. Còn nào nữa không? Đúng. Ngon 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 ngon. Ôi 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 ôi. Hình quá hình quá hình quá hình quá. Thiệt quá. Chết đi, yes. Lên lụm cái này các bạn, lụm cái này. Ngon. Đây, mình sẽ bắn nó này ngon. Oh shit, oh shit. Mày tốc độ chưa, tốc độ chưa. Lụm tiền, lụm tiền, lụm tiền. Ngon. Ok. Lú cái đầu ra hả. Mày láo hơn, đỉ này. Oh shit. Đâu vậy, đâu vậy, đâu vậy. Tăng luôn bạn, có giáp tăng luôn. Ừ, ôi trời. Mẹ. Hên quá, có giáp, có giáp. Ui, trời, má nó nổ cái là hết giáp luôn bạn. Chết, má nổ cái là bay giáp mình luôn á. Oh shit, oh shit, oh shit. Hên quá, có giáp bạn. Thôi đừng bắn thằng bậy nha, cái thùng không các bạn ơi, thấy không? Cay thế, mình phải lụm tiền các bạn ơi. Giờ phải có nhiệm vụ lụm tiền. Oh shit, oh shit, oh shit. Con đầu đây em cha ạ. Ui. Ui. Ê, sắp chết bạn ơi. Hên quá. Nó liệu còn hên không? Ui, ui ui ui. Không được, không được, không bể giáp mình thua, bể giáp mình thua các bạn. Bể giáp mình full nặng luôn.
Ôi shit. Ôi ôi. Đừng đừng. Chết con. Cút ra, đi ra khỏi cái chỗ đó. Đi con. Chết bà nó đấm mình rồi bạn ơi. Rồi. Sao ông này trâu hả? Oh shit. No. Anh cha. Cà là con. Mày trâu với tao đi, mày trâu với tao đi. Ú xanh mày trâu đi. Xanh á. Chết hết máu luôn rồi các bạn ơi. Kể bạn trước khi mình ghé nhà là mình phải lấy chiếc xe ngầu ngầu kia các bạn. Để các bạn có thể thấy đó nha. Nó đúng trâu luôn. Ở đây nhớ có cái xe mà ta. Nhớ có xe mà ta. Đâu nhỉ? Kệ lên chiếc xe cẩu bạn ơi. Cẩu được nha, cẩu được nha nó. Cái kiếm nào cẩu thử các bạn. Lùi lại. Hất lên. Hất lên. Xong cẩu được. Ok, xong bạn ơi, ăn khá là ngon. Thực sự mình đâu ăn đâu. Ok bạn, về nữa bạn ơi. Có tiền ngon, 8.000 rồi, ngon. Sắp 10.000 là tập sau sẽ có một gì đặc biệt cho các bạn đó nha. Anh xùm ốc, anh xùm quýt xù quýt nữa bạn. Rồi cứ cơ. Trời ơi, thanh niên mấy thanh niên của mình nữa bạn ơi. Oh yeah. What's up giờ? What's up CJ? Ok, mấy anh này nó ngồi nó nói chuyện rồi tụ họp anh em mình lại nè các bạn. Tụ họp anh em băng ti găng nè các bạn ơi. Ok. Như mấy này bạn phi vụ lớn lắm nè các bạn ơi. Rồi vô. Không biết không? Không biết đi đâu á. Mà thằng nào thấy trong băng đảng mình thằng nào cũng mang đồ xanh không? Vãi cứt thiệt. Rồi. Đi khá là xa nữa nha các bạn. Nữa nó nói mình nữa bạn. Xanh nó ăn rồi nó cứ nói mình là chạy gà không á bạn. Biết bao nhiêu cây số mình chở nó rồi nó vẫn nói mình chạy gà. Rồi đây cái hồ motel nữa bạn. Thôi anh ơi. Yep. Lên đậu bạn. Rồi băng đạn khác bạn. Rồi xong rồi quất luôn rồi bạn. Như hình như nói chuyện. Bắt đầu nói chuyện cái đã. Chết bà rồi. Mẹ, cảnh sát tới luôn bạn. Rồi xong. Chạy rồi bạn ơi. Má quay. Sao đây? Chết bà, giờ mình phải cứu thằng này các bạn. Phải cứu cái thằng đồng đội mình các bạn. Còn mấy thằng kia nó chạy rồi các bạn ơi. Chơi nguyên đám cảnh sát luôn hả trời. Mày bắn ai? Trời. Mày bắn ai? Mày đứng lên. Mày bắn ai hả? Rồi giờ sao anh trai? Đâu rồi? Lên nhà. Bắn chích. Mày. Để bay này trâu quá bạn. Nó nổ chết mình đó bạn ơi. Oh shit. Nó nổ. Trời. Hey, anh trai ơi. Còn đó không vậy anh trai? Em sắp ngủm rồi nè anh trai ơi. Oh shit. Mấy thằng đó đâu rồi bạn ơi. Mình cũng sắp hết máu nổ phát. Mình sắp hết máu luôn rồi bạn. What the hell? Cái gì vậy? Ôi. No. Oh shit. Gì vậy? Oh shit. Ôi. Má ơi. Con mỡ nó. Nó bắn kìa bạn. Mày xạo. Mày xạo hơn đi. Ôi. Má mình hết gì rồi bạn ơi. Hết gì là không chơi được. Cứu nó xong rồi. Xanh á. Rồi dẫn nó ra rồi. Rồi. Nữa hả? Hồi nãy nhớ bắn bể rồi mà ta. Ê, quên. Lộn xuống. Mày hả bụi? Tao tăng. Bắn chết mà nó. Bắn chết nó đi. Sao nó không nổ? Sắp nổ rồi. Ok. Ngon. Đi theo thằng đó bạn. Chạy. Rồi điên nào. Đi tốc độ lên, nhấc cái chân lên. Ok. Rồi bạn ơi. Ok, thằng số 1 với Rider nó quay lại rồi đó các bạn. Lần này chắc chắn mình sẽ là người bắn chứ không phải là người chạy xe. Ok các bạn. Bắn nó bạn. Ui. Bắn nó. Ừ, đúng rồi. Nổ.
Đúng. Mày sợ không ấy? Nổ xe, nổ xe, nổ xe liền. Đúng. Ok các bạn. Gì đây? Nữa ha. Oh shit. Nhảy lên nó làm cái gì? Nhảy hộ. Đông thế. Đông. Nổ đi. Đúng rồi, nổ. Nổ luôn. Chết. Hết rồi bạn ơi. Tung mà nó, đúng rồi. Chuẩn bị nè các bạn ơi. Các bạn ơi. Đúng rồi, hay. Trời ơi. Nữa hả? Đúng, rồi xong. Mà nó nhảy ra hết rồi bạn, nó nhảy ra hết rồi. Quá dữ. Bằng đạn quá dữ bạn, đang bản ti găng quá dữ. Xong rồi bạn ơi. Quá dữ luôn á. Nó còn bye bye đâu đây nha.